Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Nếu mọi người đang quan tâm đến những cái dòng động cơ xe máy thay thế cho những cái dòng xe máy của mình nó kém rồi, động cơ nó lâu năm mà nó chất lượng nó không còn tốt nữa, thì mọi người có thể cân nhắc nâng lên những cái cục máy như này nhá. Đấy, hôm nay giới thiệu cho mọi người 5 đầu máy, bao gồm có 3 cục máy Dream Việt này và 2 cục máy CD90. Hôm nay thì toàn máy chất thôi. Đấy, mọi người nán lại xem hết video. Mọi chi tiết sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp 3 cái số điện thoại theo mình cho em. Quê Bắc Giang 0364011683, 0983198883 và 0915198883. Những cái cục máy này thì em đều đã đánh mã số và giá tiền rồi. Đấy, mọi người cảm thấy phù hợp được với nhu cầu của mình thì mọi người trực tiếp liên hệ cho em. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho trước mọi người là một cục máy hàng CD90, máy VIP. Dòng này thì hiếm khi thị trường mình có nhá, rất chỉ là hiếm. Đó. Con này thì được cái chất máy là nó zin toàn bộ phần vách sữa chưa chè này, côn điện zin này, nước sơn đẹp này. Đó, mọi người nhìn qua cái ngoại quan của máy nhá, phần nắp bên côn của nó đây, nước sơn zin nguyên bản hàng mộc. Đây thì em chưa vệ sinh sửa chữa gì hết. Đấy, về mọi người gác lên chạy thôi. Máy thì em sẽ bao và cam kết là nổ ngon êm, không khói không ngú. Phần chi tiết đầu bò và hơi của nó này, hơi là hớt HMB2, phần đầu bò là đầu bò Thái, đầu bò ET2. Đấy, các chi tiết ốc còn cực kỳ sắc nét. Đấy, nguyên đầu ốc nha. Đấy, đặc trưng của những cái dòng máy CD này là nó thường bị mất chóp một đầu, còn lại 3 đầu ốc là zin. Hàng cam kết nổ ngon êm, không khói không ngú. Nắp bên côn zin đẹp đây. Đây nắp bên điện này, vô lăng con điện của nó đây. Đấy, mang cá còn khá đẹp, là đẹp nhá, hàng Made in Japan. Linh phụ kiện kèm theo máy thì sẽ bao gồm có cần số, cần khởi động, bộ chế ốc khí, nên gọi bình xăng con đấy. Đấy, cổ hút, lọc gió, rồi mobi sườn, IC con nạp. Đấy, bình thường nếu mà anh em mà chơi xe thì những cái linh kiện này mua, ví dụ như một cái bình xăng con này rơi vào tầm 2 triệu rồi, IC 800, con nạp cũng 200 rồi, bô bin sườn dòng CD này cũng khá đắt, 300.000 rồi. Đấy, chưa kể những cái linh kiện phụ nữa. Một con máy này đủ phụ kiện, giá chỉ có 10 triệu. Con này có mã số là C10, C10 giá 10 triệu. Đấy, quay giúp em một vòng ấy. Máy chất, con này còn nguyên cái ốc tai treo máy này. Đấy, còn nguyên ốc nhá, nguyên đây những dạng hàng tháo xe xuống, máy cực kỳ chất. Ok, mọi người chốt được cục này mã C10 nhá. Tiếp tới lên cho mọi người cục thứ hai. Cũng một cục máy CD. Nhưng cục này thì nó ngoại quan thì nước sơn côn điện là nó đẹp, nhưng mà nó đã chạm đầu. Đấy, con nào thì em báo rõ tình trạng luôn nhá. Đấy, con này chạm đầu. Phần thức đầu bò vẫn là đầu bò E32. Hơi là hơi 85. Đấy. Đồ thì em vẫn đam kép cho mọi người là đồ chính hãng Honda, nhưng mà nó đã chỉnh rửa có thể nó bị khói, thì những cái dòng máy nó lâu đời rồi nó bị khói thì người ta tháo ra, một là thay xi măng, hai là doa nòng. Đấy, nhưng mà chất lượng thì những cái con này em đã test ok hết rồi, về mọi người gác lên chạy thôi. Máy thì em cam kết nổ ngon êm, không khói không ngú. Đấy, phần côn của nó đây. Đấy, nước sơn còn khá đẹp, về mọi người vệ sinh làm chút thôi. Còn cái này em để nguyên mộc, tháo xe xuống nhá. Cốt tải thì những cái dòng này em sẽ cam kết là nó đạt đến 80-90%, còn cực kỳ dày. Nắp bên mang cá của nó đây, Made in Japan, mang cá xịn này. Giá 6,5 triệu. Con này có mã số là C11, C11 6,5 triệu. Phụ kiện con này thì sẽ bao gồm có bộ cần số, cần khởi động và chế ốc khí, cổ hút. Đấy, chế vẫn là chế xịn kèm theo máy này. Đấy, chế Canin bằng PB. Đấy, cổ hút, cổ hút 1983. Ok, hôm nay thì báo lại rõ tình trạng này, vách sữa chưa chẻ, côn điện zin, máy chạm đầu, đồ là đồ vẫn chính hãng. Quay lúc về vòng này. Ok, mọi người chốt cục này mã C11 6,5 triệu thì cục này em giảm sâu nhá, chỉ còn 5,5 triệu thôi. Đấy, máy nó đã chạm đầu. Đấy, cục nào tình trạng ra sao thì em sẽ báo rõ luôn.
Còn ba cục còn lại đây thì ba cục này đều là máy zin hết. Đấy, chủ yếu là mọi người xem cái ngoại quan. Đấy, ví dụ như cục này thì nó là mã đầu bò, là đầu bò đây là đầu bò HVN40, hơi là hơi KM19. Con này thì đời nó rơi được 2010 nhá. Tình trạng là máy zin toàn bộ, bao gồm có phần zin là vách giữa cho trẻ này, côn điện zin này, đầu bò chưa tháo, hơi chưa thay. Đấy, quay cận cảnh chi tiết từng cái góc cạnh của máy. Phần chi tiết phần cốt tải nó đạt đến 95%. Vách máy vẫn vách máy xịn này. Răng côn điện là răng vàng xịn. Nắp bên côn của nó đây. Con này thì những cái dòng đời cao này thì thường nó hay bị nổ sơn. Anh đợi em tí. Anh đợi em tí em để. Nắp bên côn của nó đây. Phần đò bò và hơi của nó này. Đò bò HVN40. Các chi tiết đốc còn cực kỳ sắc nét. Máy sạch sẽ khô ráo. Hơi là hơi KM19 này. Các chi tiết quay cận cảnh từng cái góc cạnh của người xem kỹ hơn nữa. Cái này thì em đều sẽ quay kỹ từng cái phần rồi. Đấy, có mã số thì mọi người cứ nán lại xem kỹ. Đấy, mọi người chốt được thì liên hệ cho em. Phần chi tiết cụ đề là hàng Mitsuba. Ok, mọi người chốt cùng này mã C12 giá 6,5 triệu, phụ kiện kèm theo đủ cần đạp, cần số chế. Đấy, con này thì chỉ có cần đạp, cần số chế thôi. Chế vẫn theo là chế xịn này, chế ken hin này. Con này không có dàn điện nữa. Không có dàn điện thì em có giảm cho bác là 300.000, còn 6 triệu thôi. C12. Máy ok này, máy những cục này em đã test hết rồi nhá. Các bác cần video test thì liên hệ cho em gửi video. Quay giúp em một vòng đấy. Ok, C12, 6,2 triệu. Nên là mọi người cục thứ 4. Cục này thì nó tình trạng cũng tương tự. Chủ yếu cái phần em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem kỹ và dòng đời của nó thôi. Ví dụ như con này đầu bò của nó là HVN9. Hơi là KM6 thì con này đời con này là đời 2006 2007. Con này đời 2007 nhá. 2007. Những cái dòng này thì nước sơn nó sẽ lì hơn. Đấy, nhìn form máy để mọi người quay kỹ cho mọi người xem. Đấy, nhiều bác thì cũng hay ưa chuộng những cái dòng nó tầm 2005 đến 2009. Đấy, những cái dòng này thì nó khác với song sau về những cái đời 2010 kia trở lên. Đấy, phần nắp bên côn của nó này. Đời 2007. Chi tiết phần côn này, bao zin này, phần đầu bò và hơi cũng vậy, đầu ốc này, các chi tiết ốc còn cực kỳ sắc nét, khô ráo sạch sẽ. Đấy, phần hơi của nó là hơi 97 KM6 hàng HVN ở Việt Nam, Dream Việt 27. Nắp bên điện của nó đây. Chi tiết cốt tải đạt đến 95%, vách máy KM3 xịn. Con này có mã số là C13, giá 6,2 triệu. Cụ đề vẫn sử dụng cụ đề Mitsuba. Tình trạng rõ là vách giữa chưa trẻ, côn điện zin, đầu bò chưa tháo, hơi chưa thay. Phụ kiện đủ bao gồm có chế này, cổ hút, cần đạp biển số, mang cá và dàn điện. Dàn điện thì có cả IC con nạp đầy đủ. Con này thì em cũng sẽ bớt cho các bác 100.000 về các bác thay dầu đổi nhớt. C13, giá 6,1 triệu bao ship. Rồi quay giúp em một vòng đấy. Ok, lên là một người cục tiếp theo nha. Một cục máy cuối cùng đây là hàng VIP, hàng Pro luôn. Con này thì rất ít khi có. Đấy, dành cho anh em nào mà thích chơi xe, chơi hàng zin, hàng cọp ấy. Đấy, là một người có thể tham khảo cân nhắc con máy này. Con này thì đầu bò nó là đầu bò HVN52. Thì con này đời khá là cao đấy, đời là đời 22-23 đấy. Đấy, quay cận cảnh chi tiết này. Con này thì em báo zin toàn bộ nhá.
Đấy, máy zin toàn bộ nên là bây giờ em sẽ quay cận cảnh từng cái chi tiết góc cạnh của máy từ đầu đến cuối, bao gồm nó được những bộ phận và chi tiết nó như thế nào. Đấy, phần chi tiết ốc đầu bò đây mọi người xem này, ống ánh 7 màu còn cực kỳ sắc nét. Đấy, máy sạch sẽ. Đấy, nguyên những cái răng chi tiết răng vàng của nó này. Đấy, phần hơi của nó đây, hơi 97KM22 hàng VAP. Sang phần bên hơi của nó bên này này, buji vẫn buji hàng Denso của N5, củ đề hàng Mitsuba. Chi tiết phần bên côn của nó đây, lớp sơn còn khá đẹp. Mà đường những cái dòng đời như này thì nó hay bị nổ sơn, nhưng mà nó giữ được cái chất như này thì chủ đi rất là ít nhá. Đấy, chất lượng khá là tốt. C14 giá 8,3 triệu. Con này cốt tải này mọi người xem đây. Đấy, nó đạt đến 90 lần gần như tuyệt đối rồi. Đấy, vách máy vẫn cách máy xịn là KM23 này. Côn zin điện zin, vách chữ chia trẻ, đầu bò chưa tháo hơi chưa thay. Đấy, máy zin toàn bộ, nước sơn đẹp, đời 2022. Đấy, phụ kiện đủ sẽ bao gồm có bộ lọc gió hay boy air đấy, chéo khí gọi bình xăng con, đấy, hàng Kenhin này, rồi mang cá, dàn điện và các chi tiết điện, ví dụ như ở đây sẽ có dàn điện này, IC, còn nạp mobi sườn, còn đạp số, đây phụ kiện kèm theo máy đủ. Quay giúp em một vòng. Của máy Dream Việt 2012 mã C14 giá 8,3 triệu bao ship nha, phụ kiện đủ. Mọi người có nhu cầu sử dụng những cái dòng máy như thế này thì trực tiếp liên hệ ba cái số điện thoại trên màn hình cho em. Ngoài ra thì bên em cũng có cung cấp nhiều cái sản phẩm máy móc khác nữa, mọi người có thể đăng ký kênh hoặc là bình luận phía dưới. Trong những cái video tiếp theo em sẽ giới thiệu đến với tất cả người có thể cập nhật được. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, chào mọi người.